Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ ở đây và giới thiệu đến các bạn những tựa game classic game với đồ họa cực kỳ đơn giản và gameplay cũng dễ dàng, chúng ta có thể chơi trong một khoảng thời gian để giết thời gian rất là tốt. Và trên tay mình đây chính là chiếc điện thoại iPhone 6S của XT Mobile. Nếu như các bạn muốn chơi game như mình ý thì có thể tham khảo và mua sản phẩm tại XT Mobile nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với game luôn. Thì thứ nhất đó chính là game Flippy Zao Knife. Mình sẽ chơi luôn, cái này thì mình chơi hơi ngu, tuy nhiên là mình sẽ cố gắng để cho các bạn xem cái tựa game này. Cách chơi rất đơn giản hẳn thôi, các bạn phải phi dao lên và phải cắm dao xuống dưới đất. Nhưng mà cắm làm sao để cho mà dao nó phải chúc cái mũi xuống đất nhá. Nhìn mình này, thứ nhất là cái màn combo ấy thì mình sẽ phải phi và cho nó lộn nhiều vòng. Nhưng mà mình toàn kiểu con game Sida này. Đấy được 3 điểm. Thôi bây giờ mình sẽ chuyển sang, chúng ta có một cái kiểu khác là kiểu ném về mục tiêu. Mục tiêu này thì đơn giản thôi, là chúng ta có cái mũi, cái cung cùng bên này này. Ôi nhưng mà tưởng đơn giản nhưng vẫn ngu chứ. Dập mặt, xin, bình thường mình chơi vẫn được mà. Rồi chúng ta next sang cái khác đi. Đó chính là cái leo leo, cái này thì các bạn sẽ phải bám leo sang hai bên tường. À bắt tôi nếu có thể á, đây bố bắt luôn này. Đấy, chúng ta phải cắm phập, nhớ là các bạn phải phi thế nào mà ra bạn nó cắm được vào tường ấy. Đấy, đấy cái dầm mà đấy. Ơi. Thực ra thì bình thường mình chơi giỏi lắm, nhưng mà tại vì vừa chơi vừa nói nên là mình bị Sida như này ấy. Các bạn mà tải game về ấy thì hãy chơi thử xem là như điên ấy. Biết có không chơi game này nữa. Và game thứ ba là một tựa game rất là hại não, game này thì mình chơi ngu vãi nồi luôn. Đây chính là game Cat Pool gì đó. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chồng các con mèo lên nhau hoặc là xếp hình để cho mấy con mèo đấy nó có thể không bị đổ ấy. Mình sẽ xuất phát từ con mèo trắng. Nếu như mà các bạn mà ném được con điên này, nếu mà được càng nhiều mèo ở trên cái cân, cái đoạn màu bên màu xanh ấy, thì là các bạn sẽ có thể được thay đổi trang phục mèo. Cái này cần phải rất tập trung vì mình cần phải có một cái kiến thức vật lý nó. Cái này thì thôi, tại vì màn chơi game này mình chơi hơi ngu ấy, nên mình sẽ nhờ một chuyên gia khác. Xin mời chị cháu thỏ ạ. Ôi, trồng được hai con mèo rồi, vào đây. Hai con rồi hả? Bây giờ chúng ta sẽ để xem chị cháu thỏ thể hiện nhà nhá. Trồng được hai con rồi, bây giờ muốn mèo mặc trang phục khác. Má ơi, bắn lâu vậy? Tư, người ta phải nhầm chứ. Con game, đúng kiểu con game ấy. Đấy, và vừa rồi là màn trợ giúp của cháu thỏ thì mình đã không thể lập được kỷ lục quá 3 con mèo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả game Pixel Doctor. Game này thì nó là game mà chúng ta phải tránh bong bóng màu xanh ý. Mình thấy rất là hay và phù hợp với mình. Ôi, đây là các bạn sẽ phải chỉnh để né mấy cái con trông như cái con gì đấy. Trông giống con này, giống cái con gì nhỉ? Chúng ta sẽ có 3 trái tim nhé các bạn, đừng để làm mất trái tim ấy và ăn những cái vật phẩm. Ở đây thì sẽ có một vài những cái vật phẩm rất là nguy hiểm. Bây giờ mình nhắm mắt, chơi game 1 mắt luôn. Chơi game 2 mắt luôn. Đùa đấy, Sida. Ôi chết rồi. Chết cha rồi, mất 2 trái tim nhanh vãi. Vì vừa có 2 con nó lao. Ở đây thì mình thích có cái, một cái là cái có thể giúp mình sống sót đi. Rồi, chúng ta sẽ đến với một tựa game cuối cùng. Tựa game này thì rất là nổi tiếng rồi, Pac-Man. Nên là mình nghĩ là gameplay thì bạn nào cũng biết rồi đúng không? Và đây, sau đây thì chúng ta sẽ đi ăn. Game này thì nó sẽ, các bạn chơi thì mấy màn đầu sẽ là mở ra free. Và sau này thì các bạn sẽ phải trả bằng tiền ấy. Màn này là ăn cherry nha. Nhìn rất là quen thuộc rồi đúng không? Đồ họa rất là đơn giản thôi. Mình sẽ ăn mấy cái tròn tròn này để thịt mấy con cờ hó ở trên này. Ấy, chạy với ông à. Nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải ăn hết cái chấm tròn này với cái kỷ lục thời gian là nhanh nhất. Nên là cần một cái bộ não cực kỳ thông minh để có thể tính toán cái đường đi nước bước ấy, để sao cho mà nó nhanh nhất này. Trời ơi, cái màn này nó quá đơn giản với mình, mấy con cờ hó này cũng không có não nữa. Nhưng mà được cái là nó cũng khá là thông minh, khi mà mình ăn phải cái chấm tròn ấy nó chạy mình nhá. Mày có mất dạy. Mình có thể chơi trò này vừa hát. Một con lợn xé ra hai cái mông, nó kêu cứ chết rồi.
Đấy, nói chung là gameplay như vậy thôi. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn classic game, đồ họa rất là đơn giản và chúng ta chơi cũng dễ dàng, game rất là nhẹ. Các bạn có thể tải về và tham khảo thêm ở trên App Store ấy. Và nếu mà chơi được trên App Store và các điện thoại khác thì mình nghĩ là đây, chế độ mình các bạn có thể tham khảo. Chúng ta có mua ở XT Mobile đấy, biểu thiên bản màu hồng, các bạn hãy tham khảo sản phẩm trên đấy nhá. Cảm ơn bạn đã theo dõi, nhớ hãy like, share và subscribe với Studio nhé.